Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng, 36 mét vuông tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà có hướng chính là hướng Đông Nam và đang được chào bán với giá là 1 tỷ 350 triệu. Đây là chúng ta đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Thì chúng ta có thể thấy là cái ngõ ở phía trước nhà là rộng 2m2. Đấy, xe máy có thể là tránh nhau thoải mái. Và nhà là cách cái đường mà ô tô đi, hai ô tô tránh nhau là khoảng tầm 20m, và chúng ta có thể ra đến đường luôn. Ở xung quanh khu vực đây rất là đông dân cư, chúng ta có đầy đủ hệ thống trường học, siêu thị, bệnh viện, ủy ban nhân dân. Ở phía trước của ngôi nhà đây, toàn bộ là hệ thống mặt tiền đều được ốp bằng gạch granite. Hệ thống cửa là sử dụng là cửa sắt sơn tĩnh điện. Đây, sau đây là tôi sẽ giới thiệu ở phía trong ngôi nhà để cho mọi người có thể nắm được rõ hơn. Đấy, thì tầng 1 của chúng ta được thiết kế là sẽ bao gồm là một phòng bếp ở phía bên trong này. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là được sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bếp là được lát bằng đá granite màu đen. Hệ thống vòi và chậu rửa là sử dụng là bằng inox 304 và được nhập khẩu Hàn Quốc. Hệ thống bếp thiết kế rất là hiện đại. Tiếp theo ở phía bên ngoài kia là chúng ta có khu vực để xe. Đây, mọi người có thể thấy toàn bộ gạch nát nền là được sử dụng là gạch granite, kích thước là 60-60. Hệ thống sơn tường là được sơn bằng sơn Dulux màu vàng, và trong nhà ngôi nhà cảm giác rất là thoáng và ấm cúng. Toàn bộ hệ thống trần là được sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn led, cho nên là trong ngôi nhà lúc nào cũng có đầy đủ ánh sáng. Đây, chúng ta có thể thấy là ở phía đằng sau ngôi nhà đây có thêm là một lỗ thông gió để lấy ánh sáng và lấy không khí. Ở tầng 1 của chúng ta thì sẽ có thêm một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là và có luôn cả cái máy bơm nước tẩm ở trong này luôn. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua lại toàn bộ không gian của tầng 1. 36 mét được thiết kế rất là hợp lý, rất là thoáng. Và đây là nối cầu thang để lên trên tầng 2. Thì cái toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là chúng tôi là cũng sử dụng là bằng gỗ lim. Mặt bậc và cổ bậc là được sử dụng là bằng đá granite cao cấp. Ở trên tầng 2 của chúng ta thì sẽ được chia ra là bao gồm là một cái phòng lửng này được để làm phòng khách. Phòng khách. Toàn bộ hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn led, rất là đẹp, rất là ấm cúng. Có cửa sổ mở ra phía đằng sau để lấy ánh sáng và không khí. Gạch ốp nát là sử dụng là gạch nát nền granite 60-60. Chúng ta có thể nhìn kỹ, đây là toàn bộ là cái không gian của tầng 2. Ở đây là chúng ta thấy là phía bên ngoài đây là sẽ có một cái phòng ngủ. Phòng ngủ là được thiết kế diện tích hợp lý vừa phải, chúng ta có thể là kê giường, kê tủ và kê cả bàn học, bàn làm việc được. Có cửa sổ phía bên ngoài là cửa sổ bằng nhôm kính và bên trong là song sắt, đảm bảo an toàn cho ngôi nhà. Cửa gỗ thông phòng là được sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Đây, cửa rất là rộng, rất là đẹp. Toàn bộ hệ thống ống chờ điều hòa là đã được chúng tôi thiết kế sẵn, mọi người có thể là lắp được luôn. Và đây là nhà vệ sinh của tầng 2. Mọi người có thể thấy là hệ thống vệ sinh là đã được chúng tôi là hoàn thiện đầy đủ. Toàn bộ hệ thống gạch ốp nát là sử dụng là gạch 30-60 hàng loại 1. Hệ thống bồn cầu, lavabo, hệ thống sen vòi. Đây là hệ thống cửa nhôm kính, cửa nhà vệ sinh này. Tiếp theo đây tôi xin mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thì tầng 3 là chúng tôi sẽ thiết kế là bao gồm hai phòng. Một phòng ngủ phía bên trong và một phòng ngủ phía bên ngoài. Đây, mọi người có thể quan sát, đây là cái phòng ngủ ở phía bên trong.
Trần là sử dụng là trần thạch cao cùng với đèn led, hệ thống ống chờ điều hòa, hệ thống cửa sổ để lấy ánh sáng và không khí. Ở đây là hệ thống cửa thông phòng. Toàn bộ là các phòng đều đã được hoàn thiện 100%, mọi người là có thể chuyển đồ về và ở luôn. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đấy. Mọi người có thể thấy là thiết kế là tương tự như ở dưới tầng 2. Thiết kế rất là hợp lý gọn gàng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led, hệ thống cửa sổ để lấy ánh sáng và không khí, hệ thống ống chờ để lắp điều hòa. Ở đây là nhà vệ sinh của tầng 3. Đấy, toàn bộ này, khu vệ sinh này đều được chúng tôi hoàn thiện rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Gạch ốp lát là 3060 loại 1, bồn cầu nền khối, lavabo nhập khẩu, sen vòi nhập khẩu. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Tầng 4 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ, một khu giặt đồ và một sân phơi. Thì chúng ta có thể quan sát đây là khu vực phòng thờ đây. Phòng thờ được thiết kế rất là thoáng, rất là đầy đủ ánh sáng. Chúng ta vẫn có cửa sổ mở ra để lấy ánh sáng và lấy không khí. Đây, mọi người có thể quan sát kỹ từ phía này. Đấy, đây là khu vực phòng thờ của chúng ta, rất là thoáng, rất là phong thủy. Và đây là khu vực giếng trời để cung cấp ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà. Đây là khu vực cầu thang, đấy, mọi người có thể thấy rõ luôn. Đấy, thiết kế rất là rộng rãi, rất là thoáng. Và ở phía bên ngoài đây là cái khu vực mà chúng ta sân phơi đồ. Đó, toàn bộ hệ thống sân phơi này đều đã được là chúng tôi là quây chuồng cọp này, lợp mái tôn rất là kín, lát gạch rất là sạch sẽ. Đây là khu vực để giặt đồ này. Đấy, còn ở phía bên trong này là sẽ có một khu vực để chúng ta để máy giặt. Toàn bộ hệ thống ống nước chờ và hệ thống giữ điện này đều là chúng tôi thiết kế sẵn rồi. Mọi người có thể quan sát lại khu vực sân phơi, rất là thoáng, rất là an toàn. Như tôi vừa giới thiệu cho tất cả mọi người là ngôi nhà được xây mới 4 tầng, có diện tích là 36m2, ở tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đang được chúng tôi bán với giá là 1.350.000.000. Được thiết kế là bao gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 sân phơi. Công ty chúng tôi thì là hỗ trợ cho tất cả mọi người là những cái chi phí sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403, 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ chia sẻ video để cho nhiều người có nhu cầu cùng biết, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video khác giới thiệu về các nhà và bất động sản khác đang là cần bán của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.